Như vậy, giai đoạn vòng bảng của AFF Suzuki Cup năm 2020 đã kết thúc. Sau 4 trận đấu, đội tuyển Việt Nam có được 3 chiến thắng và 1 trận hòa, trở thành đội bóng duy nhất ở giải đấu năm nay chưa bị thủng lưới bàn nào. Tuy nhiên, việc chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Campuchia là không đủ để giúp các chiến binh sao vàng có được ngôi vị dẫn đầu bảng B. Qua đó, khiến cả Đông Nam Á dậy sóng với đại chiến Việt Nam-Thái Lan, một trong những cuộc đối đầu được mệnh danh là El Clasico của khu vực Đông Nam Á. Và trước khi trái bóng chính thức lăn trên sân vận động quốc gia Singapore, hãy cùng với Nextsport phân tích về cuộc đối đầu đầy duyên nợ này. Đầu tiên, để so sánh lực lượng giữa hai đội tuyển ở thời điểm hiện tại, có lẽ câu nói kẻ tấm lạng, người nửa cần chính là ví dụ minh họa cụ thể nhất về phần đội tuyển Việt Nam. Dàn nhân sự trong tay thầy Bắc hiện tại vẫn là nòng cốt, những thành viên trong đội hình đã giúp chúng ta lần thứ hai lên ngôi Đông Nam Á ở giải đấu 3 năm về trước. Trong đó, chúng ta thấy được sự kết hợp ăn ý giữa lứa cầu thủ thuộc đội hình U19 Việt Nam tạo nên cơn sốt năm 2014 như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường và đội hình thuộc bộ khung U20 Việt Nam đã thi đấu ở FIFA U20 World Cup 2017 trên đất Hàn Quốc như Quang Hải, Đình Trọng hay Hoàng Đức. Ngoài ra, chắc chắn không thể kể đến yếu tố kinh nghiệm trong đội hình của đội tuyển Việt Nam hiện nay. Có những người anh lớn như Nguyên Mạnh, Bùi Tấn Trường và nhất là khi thủ quân của chúng ta, trung vệ Quế Ngọc Hải, người đã có kỳ AFF Suzuki Cup lần thứ tư trong sự nghiệp. Đâu đó vẫn sẽ có đôi chút tiếc nuối với sự vắng mặt của đôi cánh Trọng Hoàng và Văn Hậu, hùng dũng ở tuyến giữa và nhất là thủ môn Đặng Văn Lâm trong khung thành. Thế nhưng với dàn nhân sự đầy chất lượng trong tay, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn có thể hoàn toàn tự tin để đối đầu với người Thái trong hai trận đấu sắp tới. Về phần các nhà cừu vô địch, đội tuyển Thái Lan ở quãng thời gian từ năm 2018 đến năm 2019 với những thất bại và phải đứng sau cái bóng của đội tuyển Việt Nam thực sự đã khiến những nhà làm bóng đá của đất nước này phải nhìn lại về phương pháp và cách đặt ra mục tiêu cho những giải đấu của mình. Sau giai đoạn cực thịnh dưới thời huấn luyện viên Kiatisak, bây giờ bầy voi chiến sẽ phải tìm lại vị thế vốn có của họ trên bản đồ bóng đá khu vực. Quyết tâm này của bóng đá Thái Lan đã được thể hiện rất rõ ở những cái tên mà họ đã dày công chuẩn bị mang sang Singapore để dự giải đấu năm nay. Ở đó, chúng ta có thể thấy được sự xuất hiện của 8 cái tên từng cùng bầy voi chiến lên ngôi tại giải đấu cách đây 5 năm. Trong đó, có đến 6 cầu thủ đã được ra sân ngay từ đầu trong trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup năm 2016, nơi mà họ đã đánh bại Indonesia 2-0. Ngoài ra, trong bản danh sách của ông Polking có cả vua phá lưới của hai giải đấu gần nhất là Terasi Dangda vào năm 2016 và Arijak Kaysuat vào năm 2018. Bên cạnh đó, chiến lược gia mang hai dòng máu Brazil và Đức này cũng đã gọi trở lại Messi Thái là Chanathip Chong Rasim, người đã vắng mặt ở giải đấu cách đây 3 năm. Trong quá khứ, tiền đạo đã khoác áo Consadole Sapporo tại J-League đã từng đoạt danh hiệu MVP của giải đấu này trong cả hai lần gần nhất mà đội tuyển Thái lên ngôi vô địch. Điểm qua như vậy để có thể thấy được lực lượng hiện tại mà ông Alexander Polking có trong tay không thua kém gì đội hình đã từng lên ngôi vào năm 2016. Thậm chí họ còn có phần mạnh hơn. Thực tế trên sân và những gì đã diễn ra tại bảng A cũng đã chứng minh nhận định đó. Nằm chung bảng đấu với những đại diện không quá mạnh, các học trò của ông Polking đã can quét bảng đấu này với thành tích toàn thắng. Họ ghi được 10 bàn thắng và chỉ để thủng lưới một bàn. Trong đó, những trận thắng ấn tượng như đè bẹp đội tuyển Myanmar với 4 bàn không gỡ hay trận thắng 2-0 giòn giã trước Singapore để chiếm ngôi đầu bảng. Đặc biệt, với 4 bàn thắng được ghi, tính đến thời điểm hiện tại, tiền đạo Terasi Dangda đã vươn lên để trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử giải đấu với tổng cộng 19 bàn thắng. Đó rõ ràng sẽ là những lời thách thức có sức nặng đối với đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo. Việt Nam và Thái Lan, cuộc đối đầu mà mới chỉ nghe đến cái tên thôi, người ta cũng đã cảm thấy phần nào sức nóng của nó. Đây là một cuộc đối đầu mà những cá nhân xuất sắc nhất trong khu vực sẽ được dịp hội tụ. Nơi mà hàng công chứ danh với những Terasi Dangda, Supachok, Sarasat hay Chanathip Chong Rasim sẽ được đối đầu với những hàng thủ chắc chắn nhất của giải đấu. Một hệ thống 3 trung vệ được chỉ huy bởi đội trưởng Quế Ngọc Hải vốn là điểm tựa cho những thành công xuyên suốt của bóng đá Việt Nam trong gần 4 năm trở lại đây. Ở phía bên kia, những ngôi nổi trên hàng công của đội tuyển Việt Nam như Công Phượng, Quang Hải, Văn Đức cũng đã sẵn sàng gửi lời thách thức tuyên chiến đến hàng phòng ngự của đội tuyển Thái Lan. Đặc biệt, gạt đi rất nhiều lời chỉ trích trong suốt thời gian qua, tiền đạo Tiến Linh đã nổ súng trở lại với cú đúp trong trận gặp đội tuyển Campuchia. Đó sẽ là một sự động viên tinh thần rất lớn cho cầu thủ thuộc biên chế của câu lạc bộ BKM Bình Dương trước hai cuộc đại chiến đầy khó khăn sắp tới. Một điểm nằm nữa trên sân, nơi sẽ thu rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ, cũng như có thể sẽ là chìa khóa để dẫn tới chiến thắng của một trong hai đội, chính là khu vực trung tuyến. Với những con máy đánh chặn và làm bóng chất lượng nhất của khu vực, đây sẽ là thời điểm để chúng ta có thể kiểm chứng xem liệu Tuấn Anh, Hoàng Đức có phải là bộ đôi tiền vệ trung tâm hay nhất mà đội tuyển Việt Nam đã sở hữu hay không. Trong tay ông Polking hiện tại
cũng không thiếu những nhân sự chất lượng ở mặt trận này. Những Sarat Jorgen, Fittiquat hay là tài năng trẻ thuộc biên chế của Leicester City, Thanawat sẵn sàng cho tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam có một ngày làm việc không mấy dễ chịu. Điểm qua lực lượng của Việt Nam và Thái Lan để thấy được sự cân bằng mà bộ khung của hai đội đang sở hữu. Với những khán giả trung lập, chắc chắn rằng họ sẽ hy vọng tất cả những cái tên được nhắc đến trên đây đều có một phong độ tốt nhất để cống hiến một trận đấu hay trong khoảng thời gian sắp tới. Đầy duyên nợ có lẽ là từ được nhắc tới nhiều nhất mà mỗi khi đội tuyển Việt Nam đối đầu với đội tuyển Thái Lan. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, mọi thứ đang tương đối cân bằng khi Thái Lan có được 2 chiến thắng, Việt Nam có 1, trong khi kết quả hòa xuất hiện 2 lần. Đáng chú ý, có đến 4 trong 5 lần chạm trán đó đến từ các trận đấu thuộc vòng loại của 2 kỳ World Cup gần nhất. Tháng 5 năm 2015, Thái Lan có cuộc tiếp đón đội tuyển Việt Nam trên sân Raja Mangala. Đội bóng của chúng ta khi đó, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Toshiya Miura, đã lựa chọn lối chơi phòng ngự số đông để đối chọi với người Thái. Thế nhưng, sự nỗ lực của binh đoàn áo đỏ là không đủ để giúp chúng ta có điểm rời Bangkok. Phút thứ 81, Poka Anan đã ghi bàn thắng duy nhất để mang về chiến thắng cho đội chủ nhà. 5 tháng sau, hai đội lại tái ngộ với nhau trong trận đấu lượt về trên sân Mỹ Đình. Một cuộc đối đầu mang lại rất nhiều hy vọng cho người hâm mộ Việt Nam, nhất là khi chỉ 5 ngày trước đó, các học trò của ông Miura đã xuất sắc cầm hòa đội bóng mạnh nhất bảng là đội tuyển Iraq. Thế nhưng, khí thế có điểm trong trận đấu đó không thể san bằng được khoảng cách trình độ giữa hai bên. Trận đấu kết thúc với chiến thắng áp đảo 3-0 cho đội khách. Đáng chú ý, đó cũng là trận đấu cuối cùng của huấn luyện viên Toshiya Miura trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, đó cũng là trận thua gần nhất mà chúng ta phải nhận được trước đại kình địch Thái Lan. 6 năm qua, chúng ta đụng độ người Thái thêm 3 lần và vẫn đang giữ được thành tích bất bại. Giữa năm 2019, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng những học trò của mình đã hành quân sang đất Thái để tham dự giải King Cup theo lời mời của Liên đoàn bóng đá Thái Lan FIT. Theo lịch thi đấu được công bố bởi ban tổ chức, Thái Lan và Việt Nam sẽ đụng độ với nhau ngay trong trận bán kết. Với người Thái, đó sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để hạ bệ đội tuyển Việt Nam, đội tuyển vừa lên ngôi Đông Nam Á và đã tạo nên tiếng vang lớn tại vòng chung kết Asian Cup 2019 hồi đầu năm. Thế nhưng, mong muốn của người hâm mộ đội chủ nhà đã bị phá sản khi đúng vào giờ phút cuối cùng của trận đấu, từ pha đá phạt của Lương Xuân Trường, lão tướng Anh Đức đã có pha nhảy cao đánh đầu làm tung lưới đội chủ nhà trong sự thất vọng của cổ động viên Thái Lan. Đó cũng là chiến thắng đầu tiên của chúng ta trước người Thái sau 10 năm. Kể từ thời điểm đội tuyển Việt Nam đánh bại 2-1 đội tuyển Thái Lan trong trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup năm 2008. Nhưng lá thăm may rủi một lần nữa lại khiến Việt Nam và Thái Lan nằm chung bảng đấu ở vòng loại thứ hai World Cup. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là ở trong cả hai lượt trận đã không có bàn thắng nào được ghi. Sự căng thẳng và cân bằng đã được cả hai thể hiện rất rõ trong những cuộc đối đầu này. Trong đó, sự kịch tính đã được đẩy lên đỉnh điểm trong trận lượt về trên sân Mỹ Đình với quyết định khó hiểu của vị trọng tài chính. Phút thứ 27, vị trọng tài người Oman quyết định cho đội khách hưởng một quả đá phạt đền sau tình huống va chạm không rõ ràng của cầu thủ của hai bên. Tuy nhiên, trên chấm 11m, hậu vệ dày dặn kinh nghiệm Theerathon Bumathan đã không thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ môn Đặng Văn Lâm. Chỉ 4 phút sau đó, nhờ pha phạt góc của Quang Hải, trung vệ Bùi Tiến Dũng đã bật cao đánh đầu làm tung lưới thủ thành Caguin. Thế nhưng, trọng tài một lần nữa lại làm khán đài trên sân Mỹ Đình dậy sóng khi quyết định tước đi bàn thắng trên vì cho rằng Đoàn Văn Hậu trong tình huống dầm nhảy đã phạm lỗi với thủ môn của đội tuyển Thái Lan. Tỷ số chung cuộc là 0-0. Nếu xét về lịch sử đối đầu giữa hai đội tại đấu trường AFF Suzuki Cup, đội tuyển Việt Nam đang là những người ở cưới bất lợi. Chúng ta chỉ giành chiến thắng 2 trên tổng số 9 lần đối đầu với người Thái. Tuy nhiên, có một con số được nhắc đến khá nhiều trong khoảng thời gian qua. AFF Suzuki Cup năm 2020 là lần thứ 3 người ta chứng kiến sự góp mặt của 4 nền bóng đá là Singapore, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam ở vòng bán kết của giải bóng đá danh giá nhất khu vực. Và thật đáng ngạc nhiên khi ở cả hai giải trước đó, mỗi khi đội tuyển Việt Nam đụng độ Thái Lan thì chúng ta đều có được những kết quả khả quan. Chiến thắng 3-0 trước người Thái ở bán kết Tiger Cup 98 với cú đấm tay huyền thoại của cố huấn luyện viên Alfred Rieder và lần chúng ta khiến người Thái phải ôm hận trên sân Raja Mangala với tỷ số 2-1 trong trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup năm 2008 sẽ là những điểm tựa tinh thần cho các tuyển thủ hướng đến cuộc đối đầu đầy căng thẳng phía trước. Theo lịch thi đấu được công bố bởi ban tổ chức, trận bán kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan sẽ được diễn ra lúc 19:30 ngày 23 tháng 12. Trận bán kết lượt về sẽ diễn ra 3 ngày sau đó. Hy vọng những chiến binh sao vàng sẽ có được một kết quả tốt trong cuộc chạm trán sắp tới với người Thái. Hãy nhớ rằng nếu vượt qua Thái Lan, chúng ta sẽ bước một bước rất dài trên con đường bảo vệ ngôi vô địch của giải đấu năm nay. Các bạn đừng quên ấn nút like cũng như là theo dõi fanpage YouTube Next Sport để xem trọn vẹn tất cả các trận đấu của AFF Suzuki Cup năm 2020. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.
AFF Suzuki Cup 2020 trực tiếp độc quyền trên fanpage và YouTube Nextsport.